Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Sell and Share Livestream với Quang Bo. Thì hôm nay là Quang Bo sẽ dùng một số để mà Quang Bo nói về cái kết của web drama rất là gọi là sao rất là nóng, rất là cháy, rất là hút, đó chính là web drama Bố Già Quan Trấn Thành. Thì khi mà tập cuối ra mắt thì có rất là nhiều những cái ý kiến coi như là chồng chéo đủ kiểu hết, người thì khen, người thì chê, người thì nói là tại sao giải quyết như thế, người thì bị hụt hẫng. Nói chung là đối với một bộ phim web drama mà được hiệu ứng khán giả chồng chéo như vậy thì theo Wambo đó là một sự rất thành công. Thứ nhất là khẳng định được là mọi người rất quan tâm tới web drama. Thứ hai nữa là khẳng định được rằng là cái kết thực sự bộ phim tác động được đến với suy nghĩ của khán giả. Và mỗi người sẽ đều cho ra những cái quan điểm suy nghĩ khác nhau. Và hôm nay Wambo cũng sẽ chia sẻ cái quan điểm và suy nghĩ của mình đứng ở khía cạnh là một người, thứ nhất là một người cũng làm nghệ thuật. Thứ hai nữa là một người khán giả rất là yêu thích web drama Bố Già. Bởi vì thật sự mà nói rằng là Wambo đóng rất là nhiều web drama rồi, nhưng mà mình là một người thật sự rằng là mình rất là ít khi mà xem web drama trên mạng, kể cả là những web drama của những nghệ sĩ nổi tiếng. Bởi vì nói chung là một phần là cũng do là nội dung của các web drama khá là na ná nhau, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bởi vì thực sự là cái chất lượng web drama hiện tại nó đang bị bão hòa, có nghĩa là người người nhà nhà ai cũng làm web drama hết, thành thử ra là mình kiểu mình hơi bị ngán á. Và thật sự khi mà anh Trấn Thành trở lại web drama với bộ phim là Bố Già thì mình cũng rất là nhiều kỳ vọng, tại vì thực sự là thứ nhất là quy tụ rất là nhiều những khuôn mặt này, thứ hai nữa là bởi vì đây là một gọi là sao ta, một cái tượng đài, một cái tượng đài là một bậc tiền bối gạo cội của trong showbiz, thành thử ra là mình rất muốn xem rằng là anh sẽ thể hiện như thế nào ở trong cái drama này. Và bản thân Bambo cũng như tất cả các khán giả thôi cũng rất bất ngờ về cái kết đó, là một cái cú twist không thể nào mà hoàn hảo hơn được. Và Bambo đánh giá đây là một cú twist có nhiều ý nghĩa ẩn sâu nhất trong tất cả những cú twist. Có nghĩa là thường khi các bạn xem một bộ phim và các bạn xem một cái kết, hoặc là các bạn xem một cái cú twist ở trong một cái bộ phim, thì các bạn thường thì những cú twist đó nó sẽ chỉ mang một đến hai ý nghĩa thôi. Có nghĩa là một là cái ý nghĩa nổi, có nghĩa là ý nghĩa nó liên kết tất cả nội dung của bộ phim lại, và hai là cái ý nghĩa chìm, có nghĩa là cái ý nghĩa, cái thông điệp ẩn nhân văn hoặc là cái thông điệp ẩn dụ gì đó mà tác giả cũng như là những người ekip muốn truyền tải đến khán giả, đó chính là hai tầng lớp ý nghĩa. Riêng với anh Trấn Thành thì có thể nói rằng có rất nhiều tầng lớp. Và Bo xin khẳng định luôn, đây là một cái kết rất hoàn hảo chứ không hề có bất kỳ một cái tranh cãi nào cả. Và lý do tại sao mà Bo nói đây là một cái kết hoàn hảo, cái kết càng có nhiều ý nghĩa, càng có nhiều tầng lớp suy nghĩ, càng có nhiều cái khía cạnh ẩn dụ, nó càng hoàn hảo. Bởi vì bạn ở bất kỳ tầng lớp nào, bạn ở bất kỳ giới tính nào, bạn ở bất kỳ vị trí trong xã hội nào, bạn cũng có thể hiểu được nó theo cách của bạn. Đó là một điều rất hay, và đó cũng chính là cái thâm thúy của nghệ thuật. Đấy. Và Mo sẽ nói về cái kết của web drama Bố Già như sau. Thì đầu tiên đó chính là nói về là tại sao đây là một giấc mơ. Đây là cái câu hỏi mà Mo bắt gặp được ở trong nhiều comment nhất. Mọi người thắc mắc rằng tại sao lại giải quyết nó là một giấc mơ, tại sao không giải quyết gia đình của bác đó khi mà còn nghèo mà phải lật thành là một giấc mơ. Thì Mo xin khẳng định luôn, đó là một cái ý nghĩa rất là hay, và nó cũng là một cái ý nghĩa rất thực tế. Và cái thực tế đó, thực tế nó rất là gọi là sao ta, rất là chua chát. Và cái sự chua chát đó được anh Trấn Thành thể hiện nó theo đúng cái khía cạnh nghệ thuật, có nghĩa là gì, mỹ nghĩa là đẹp, thể hiện nó một cách rất đẹp, rất nuột, rất dễ chịu. Và cái thực tế đó là gì, đó chính là sẽ không có bất kỳ điều gì được giải quyết nếu còn nghèo. Nhà nghèo không có giải quyết được gì hết. Bây giờ ông bố đó có thể cho Tuấn Trần tiếp tục cái giấc mơ ca sĩ đi, thì rõ ràng anh Tuấn Trần có thể đi trên cái con đường đó, nhưng cái tỷ lệ thành công của cái nhân vật người con á, nó có thành công hay không, đúng không? Gia đình không có tài chính, bố mẹ không có quan hệ, con cái cũng không có cái gì gọi là lận lưng để mà làm hành trang trên cái con đường nghệ thuật, mà con đường nghệ thuật rất tốn kém, thì cái tỷ lệ thành công của người con đó nó có cao không? Dĩ nhiên không. Nhưng nếu như người bố đó giàu thì sao? Người bố đó giàu thì cái chuyện mà cái người con nó có mơ mộng, nó có muốn làm bất kỳ cái gì đi chăng nữa, có thể thực hiện được không? Được. Đúng không? Đó là đam mê của nó. Và khi giàu, cái chuyện giải quyết nó rất là dễ dàng. Tại sao khi mà Trấn Thành bắt đầu giàu qua là lật lên làm đất, tất cả chỉ là giấc mơ, thì tất cả những nhân vật ở trong đó, tất cả những vai diễn ở trong đó giải quyết mọi chuyện rất là dễ. Ví dụ như cô Lê Gia này, cô báo bill tiền điện, tiền nước, tiền shopping, tỷ sáu, ổng cũng rất bình thường. Còn nếu như lúc đó đang nghèo mà cô Lê Giang báo cái bill kiểu đó thì sao? Cái thái độ như thế nào? Đúng không nè? Thì cái kết để lật lại mọi thứ là một giấc mơ, là một cái cú truyền đạt
sự thật thực tế một cách chua chát nhưng được thể hiện một cách đẹp đẽ, đó chính là nghèo không giải quyết được cái gì hết. Các bạn nói rằng tại sao không có cái kết cho nhà nghèo, nó là như vậy đó, thực tế cuộc sống là như vậy đó, thực tế cuộc sống nó phụ phàng tới như vậy đó. Thành thử ra cái kết lật lại là một giấc mơ, và là người giàu thì mới có thể giải quyết được. Còn người nghèo muốn có một cái kết hạnh phúc thì chỉ có cách là cố gắng để mình đừng nghèo nữa. Là đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai là một cái rất là hay, là tại sao mà khi mà diễn viên nghệ sĩ Anh Đức hỏi anh Trấn Thành rằng là nếu như một ngày nào đó ông tỉnh giấc dậy và ông nhận ra ông thấy là mình đang nghèo thì ông sẽ giải quyết như thế nào, thì ông đã nói là ông sẽ không mơ nữa. Thì cái câu đó, cái phân đoạn đó, nó thực tế nó mang tới hai ý nghĩa, và hai ý nghĩa này dành cho cả từng lớp giàu lẫn nghèo luôn. Cái tầng lớp giàu sẽ suy nghĩ như thế này. Cái tầng lớp giàu á, khi mà nghe xong cái này sẽ bị giật mình. Đó là một cái cú, gọi là một cái cú tát. Một cái cú tát. Hôm nay bạn giàu, ngày mai bạn giàu, năm nay bạn giàu, tháng này bạn giàu, nhưng chưa chắc gì tháng này năm sau bạn giàu. Biến cố luôn luôn có thể xảy ra. Tất cả những cái như là tiền bạc, địa vị hay là tài sản, hôm nay có thể là của mình, nhưng ngày mai nó cũng có thể mất đi. Thành thử ra đây là một cái rất là hay, là một cái câu nói dành cho người giàu. Ừ, hôm nay họ có thể là ông này bà nọ, nhưng mà mở mắt dậy ngày mai ai biết được biến cố nào sẽ đến, đúng không? Cuộc đời chúng ta không thể nào đoán trước được ngày mai cả. Thành thử ra là cái những người giàu khi mà họ sống giống như anh Trấn Thành ở trong cái bộ phim, sau khi mà mơ cái giấc mơ đó, ổng thay đổi lại cái cách đối nhân xử thế với tất cả những người xung quanh, từ con cái đến vợ ổng, đến kể cả là cái anh xe ôm mà đang hư xe máy đấy, ổng thay đổi hết tất cả những cái gọi là cái cách mà trước giờ người giàu hay làm mà kiểu hơi hạch hoẹ đấy, hơi chứng tỏ hay ra vẻ đấy. Thì sau khi mà ổng mơ cái giấc mơ nó hẳn luôn. Nếu như mà bạn là một người rất giàu và vô tình bạn có một cái giấc mơ như vậy, thề luôn bạn sẽ rất là hoảng sợ, bạn sẽ rất sợ luôn á. Và nó sẽ là cái cách để mà người giàu xem bộ phim này xong họ sẽ phải nhìn nhận lại cái cách mà họ đối nhân xử thế, đúng không nè? Và cái nghĩa thứ hai là dành cho người nghèo. Nếu như chúng ta chịu khó suy nghĩ một chút xíu, chúng ta lật lại cái ý nghĩa ở trong những cái câu thoại đó. Nếu như một ngày nào đó người giàu mở mắt dậy và thấy mình nghèo thì thì đừng mơ nữa. Vậy chứ người nghèo chắc chắn phải trên 1000 lần ước gì mở mắt dậy mình giàu, đúng không nè? Rất nhiều người, và thậm chí kể cả quân bo cũng vậy. Kể cả quân bo cũng vậy. Quân bo nhiều lúc mình ngủ xong mình nói trời ước gì ngày mai mở mắt dậy có nguyên cục tiền. Chúng ta hay nói thế. Hoặc là ước gì đang đi trên đường có cục tiền rớt xuống. Chúng ta hay ước, chúng ta hay mơ lắm, nhưng chúng ta làm không được bao nhiêu hết á. Thành thử ra là cái câu đó cũng là nói về người nghèo luôn. Nếu như người nghèo muốn giàu thì đừng mơ nữa mà hãy làm đi. Và khi mà quân bo xem xong cái tập cuối, thực sự là nó quá là tuyệt vời, nó quá là nhân văn đi. Có nghĩa là bạn ở cái tầng lớp nào, bạn ở một cái vị trí nào, bạn cũng có thể hiểu được cái giá trị của nó hết. Và quân bo xin khẳng định luôn, hiện tại này chỉ có anh Trấn Thành mới có thể làm được điều này. Tại vì thực sự Trấn Thành, quân bo theo dõi Trấn Thành từ rất lâu rồi, từ khi mà anh còn đóng một cái vai rất là nhỏ ở trong bộ phim rất là nổi tiếng, đó là Cổng Mặt Trời. Quân bo theo dõi anh từ cái thời điểm đó, và đến tận thời điểm hiện tại coi như là gần hơn 10 năm, mười mấy năm gì đó quân bo không rõ, nhưng mà thực sự đã rất lâu rồi. Và từng bước đi của anh Trấn Thành là một cái sự trải nghiệm và là một cái tấm gương để cho đàn em như quân bo học hỏi rất là nhiều. Cứ mỗi bước đi anh chứng tỏ được cho mọi người thấy, không phải là anh chứng tỏ cho mọi người thấy là à tôi lên cao, hoặc là à tôi nổi tiếng, tôi ở trên đỉnh cao, không ăn không anh chứng thành không anh Trấn Thành không chứng minh cái điều đó, mà anh Trấn Thành chứng minh rằng là cứ mỗi lần lên như vậy tôi học rất nhiều điều. Anh đưa những cái gì mà anh học được trong cuộc sống, anh đưa những cái gì mà anh học hỏi được từ người này người kia, anh trải nghiệm trong cuộc sống, anh đưa vào tất cả những cái, ví dụ như thậm chí kể cả là các MC, ví dụ như trong chương trình Người Ấy Là Ai đó, anh cũng thể hiện những cái quan điểm của mình rất là chắc và rất là đúng về chuyện tình cảm của nam nữ. Thì chứng tỏ một điều rằng là gì? Trong cuộc sống anh Trấn Thành luôn luôn học hỏi. Và lý do tại sao mà anh Trấn Thành có được những cái thứ của ngày hôm nay thì chỉ có thể là do anh sống một cuộc sống mỗi ngày anh đều cầu thị, mỗi ngày anh đều học hỏi, và anh luôn xem bản thân mình vẫn cần phải học tiếp. Thành thử ra là cái bộ phim Bố Già này cũng là một cách anh thể hiện ra những gì mà anh học hỏi. Chúng ta có thể lật lại những cái web drama đầu tiên anh Trấn Thành làm, thí dụ như là The Call gì đó, Cuộc Gọi gì đó trước đó, xong mà tới là Tư Hậu nè. Thì hai cái đó nó đều mang cái tính chất giải trí rất là cao. Nhưng mà đến cái Bố Già này phải công nhận là cái độ chín muồi, cái độ đậm đà của một người nghệ sĩ khi mà ở trên đỉnh cao nó thể hiện rất rõ ràng. Rằng thứ nhất rằng là anh thể hiện được là cái tính thị trường nè. Thứ hai
vẫn là trên thị trường nhưng nó vẫn có cái chiều sâu và nó vẫn có được những cái giá trị rất là nghệ thuật. Và đây là một điều rất nhiều nghệ sĩ họ đeo đuổi nhưng mà họ rất khó để mà thực hiện được. Tại vì để làm ra được một bộ phim mà đại chúng đều có thể xem nhưng nó vẫn phải có những cái tầng lớp ý nghĩa, giá trị nhân văn để khẳng định được cái chất lượng của bộ phim cũng như là cái chất lượng của ngôi sao làm nên bộ phim. Thì thực sự rằng là anh Trấn Thành đã tìm ra được cái điểm G, cái điểm sáng để mà làm bật lên cái sản phẩm của mình. Và Quang Mo sau một cái chuyến mà về miền Tây á, thì Quang Mo nhận ra một điều rằng là khán giả rất mê bố già. Chúng ta, những người như Quang Mo đi, nếu như mà muốn biết cái người nghệ sĩ đó có thành công hay không á, không phải là nhìn ở trên thành phố Hồ Chí Minh này, nó cũng phải là ra thủ đô Hà Nội để mà xem đâu. Tại vì cái giá trị cái mức sống của những người dân ở thành phố với thủ đô á, nó sẽ rất là cao và họ sẽ thường lao vào những cái vòng xoáy tiền bạc rồi công việc, họ sẽ không để ý tới mấy những cái nghệ thuật đó. Còn cái tầng lớp khán giả mà có thể gọi là hưởng thụ nghệ thuật một cách gọi là rõ ràng và gọi là sát sao nhất á, thì phải là về quê miền Tây nhất. Đúng rồi, miền Tây. Dân ở đó họ xem sản phẩm của nghệ sĩ rất nhiều và họ rất là quý nghệ sĩ. Khi mà con bo xuống dưới, con bo nhận được rất là nhiều tình yêu thương từ phía khán giả. Và khi mà con bo xuống, con bo nhận ra được rằng là khán giả rất mê bố già. Nhà nhà người người, và đã rất lâu rồi, có nghĩa là ở trên thành phố gần như không thấy cảnh đó nữa. Nhưng mà đã từ rất lâu rồi, mình mới thấy cái cảnh là cả một gia đình họ kéo ra để họ ngồi xem tivi, có nghĩa là họ bật bố già lên xem á. Thì xem tivi không phải là xem phim truyền hình đâu mọi người à, mà là mở cái YouTube lên mà xem, ở dưới nó có smart tivi rồi nha. Đó. Thì mọi người mở xem, mở tivi lên mà xem bố già thì rõ ràng bố già liên kết được cả gia đình. Ở đó có cha mẹ, ở đó có cô dì, ở đó có chú bác, ở đó có ông bà, ở đó có con trẻ, con nít coi hết. Con nít thì cười ở những cái mảng hài. Người già, người lớn thì cười ở những cái mảng thâm thúy. Thì đó chính là những gì mà thành công nhất của bố già, không bàn cãi tới nữa. Nghĩ làm sao mà chưa tới một ngày mà ông được 10 triệu view rồi thì ai làm lại? Không một ai làm lại hết. Và xui cho tôi ghê, phim của tôi ra ngay thời điểm này. Ok, và mọi người hãy nhớ ủng hộ tiếp tục cho anh Trấn Thành quá drama bố già cũng như là các quá drama của tất cả các nghệ sĩ nhé. Và hãy nhớ theo dõi share lúc 19 giờ mỗi ngày trên 3 hệ thống, nhất là trên channel S Plus trên YouTube. Thứ hai đi trên fanpage S Plus trên Facebook, và nhớ cuối cùng tải ứng dụng HTVC để có thể xem những chương trình khác của đài HTV ngay trên điện thoại luôn nhé. Bye bye, chúc mọi người tối vui vẻ.